9 trạm cấp cứu vệ tinh 115 phủ sóng tại các cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống hàng nghìn trường hợp thập tử nhất sinh do tai nạn bệnh tật. Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo đó, các trạm cấp cứu vệ tinh mang tính chủ lực như trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại quận Thủ Đức, bệnh viện quận Bình Tân, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và bệnh viện Xuyên Á. Trong đó, trạm cấp cứu vệ tinh 115 bệnh viện quận Thủ Đức là cả phương tiện gồm 4 xe cấp cứu lẫn chuyên gia đều thuộc bệnh viện tuyến quận này, trong khi 3 trạm cấp cứu còn lại thì cả phương tiện lẫn nhân sự đều thuộc trung tâm cấp cứu 115. Theo các bác sĩ, với hệ thống định vị GPS và bản đồ số bản quyền đã được đơn vị này thiết lập, phục vụ công tác điều hành nhằm nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện nhanh chóng, hiệu quả nhất. Trong năm nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thiết lập thêm 3 trạm cấp cứu vệ tinh 115 khác trong kế hoạch phủ sóng trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên toàn địa bàn trong những năm tiếp theo. Theo Trung tâm Cấp cứu 115, trong năm 2015 có 9.000 lượt gọi cấp cứu ngoại viện, tăng gấp đôi so với các năm trước đó.